Thơm lừng luôn bà cô chú anh chị ơi. Trời ơi. ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chà. Rồi, Hằng xin chào ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hằng nha. Hôm nay Hằng đi siêu thị, ông bà, cô chú, anh chị Hằng mua được cái con cá rô biển này ha. Đó, được giảm giá 50% nha ông bà, cô chú, anh chị. Nên là tự nhiên cái Hằng muốn ăn cái cá hấp ấy. Nên là hôm nay Hằng sẽ nấu món cá hấp xịt dầu nha ông bà, cô chú, anh chị. Thì nguyên liệu sẽ gồm một con cá này nè, rồi một ít tỏi, một ít hành tây ha. Là nhà hàng tưởng hành tím rồi cho nên là hàng dùng hành tây luôn ha. Rồi một ít gừng nè, một ít lá ngò, ngò rí ha. Rồi một ít hành lá nha. Rồi hàng mời ông bà cô chú anh chị cùng vào bếp nấu cái hành ha. Cá này ở siêu thị người ta cũng làm sạch sẽ cho mình luôn mà cô chú chị ha. Thấy họ lấy ruột lấy mang rồi ra hết rồi ha, mà hàng muốn tắt bớt mấy cái vai này nè nên là lấy ha. Xong rồi hàng sẽ đem đi rửa sạch sẽ nha mà cô chú chị. Cá ăn rất sạch sẽ luôn nha mời cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ khứa mấy cái đường ở trên cái thân con cá để tí nữa cái nước sốt của mình nó thấm vào con cá nha mời cô chú anh chị ha. Rồi giờ Hằng sẽ đi cái làm cái nước đó, sốt để ướp vào thịt nhân bà cô chú anh chị. Hằng sẽ cho vào đây 3 muỗng nước tương ha. Và khoảng 3 muỗng canh nha mọi người anh chị. Tiếp theo là 3 muỗng dầu hào ha. Hôm nay Hằng dùng cái loại này nha mọi người anh chị. Rồi khoảng một muỗng cà phê đường ha và một ít tiêu xay nha. Đó, Hằng cho vào đây, Hằng mài vào đây một ít gừng nha mọi người anh chị. Hằng tiếp tục khuấy đều với hỗn hợp này nha. Xong rồi sẽ đem cái hỗn hợp này ướp cá nha. Rồi sẽ rưới cái hỗn hợp nãy lên, ướp đều lên cá nha mọi người cô chú. Thì sẽ Hằng sẽ ướp cá khoảng 30 đến 40 phút nha. Đèn massage cho cái gia vị nó thấm vào cá nha mọi người cô chú.
đây là một con cá khác nhưng mà cô chú anh chị, thì hồi nãy Hằng mua được hai con lận, thì Hằng cũng sợ là một con ngày hấp ăn không đủ á, thì cũng không biết ăn đủ hay không nữa, nhưng mà đề phòng thì các con cá này thì Hằng sẽ nướng muối nha. Nếu như mà con cá hấp ăn không đủ thì có cái con cá nướng muối này bù vào, nhưng mà cô chú anh chị ha, thì để Hằng qua trong mà cô chú anh chị xem cái bếp ga bên này nha. Bếp ga này người ta làm âm xuống dưới cái mặt tủ vậy nè, mà cô chú anh chị nè, thì phía dưới này có một cái chỗ mà để nướng cá nè, nướng cá hoặc nướng thịt cũng được. Thì tiếng là Hằng sẽ nướng một con cá còn lại, nướng muối thì Hằng sẽ nướng ở đây ha. Hằng có lót ở đây một cái miếng nhôm á, miếng nhôm để mà nước cá nó rỉ xuống thì nó không có dơ, nhưng mà cô chú anh chị ha. Rồi giờ sẽ cho cái con cá này vào Hằng nướng trước nha. Hằng cho cá vào ha. Thường Hằng sẽ quết lên cái mình con cá một ít dầu ăn không mà cô chú anh chị, để cá mình nó giòn á. Chồng Hằng ảnh thích ăn cái cá mà nướng nướng ở trong cái lò này lắm, nhưng mà cô chú anh chị trong lúc ướp cá thì Hằng sẽ cắt cái hành tây ra, một tí nữa Hằng cho vào cá nha mọi cô chú anh chị. Hành tây thì Hằng sẽ ngâm vào nước lạnh ha, để cho đỡ mùi hăng nha. Thì ở Việt Nam mình nóng thì mình dùng nước đá cũng được, còn bên này nước nó lạnh sẵn rồi, cho nên là Hằng cứ ngâm vào nước lạnh thôi nha mọi cô chú anh chị. Hằng sẽ băm một ít tỏi để Hằng làm tỏi phi ha. Giờ Hằng sẽ đi phi hành đi phi tỏi nha, để tí Hằng cho vào cá nha. Tỏi nó màu vàng lắm cho nên Hằng sẽ để đĩa nhỏ nhỏ thôi nha mọi cô chú anh chị. Rồi giờ Hằng sẽ cho cá vào hấp nha bà cô chú anh chị. Thì hôm nay Hằng sẽ mượn cái nồi là nấu mì ý của ba Sora ha. Hằng cho vào đây. Vì cái nồi này nó khá là to bà cô chú anh chị. Nên là hấp là vừa y con cá này luôn. Nãy Hằng phải đo trước à. Đấy, đậy vung lại ha. Vung lại hơi nhỏ rồi. Hành lá với ngò thì Hằng sẽ cắt nhỏ ra nha bạn cô chú anh chị ha. Ông bà cô chú anh chị có nghe thấy cái nồi nó kêu cạch 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 không? Do nước nó sôi nó đẩy cái dĩa không mà cô chú anh chị, này nó cạch 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 vậy đó không mà cô chú anh chị ha. Mà để ăn dở đây nha, thì cái này Hằng hấp được 10 phút rồi á. Thì Hằng mở ra, Hằng lấy cái muỗng á cho cái nước này đây, Hằng cá nó thấm nha mà cô chú anh chị ha.
nhà hàng thì không có cái vị hấp á, cho nên là phải dùng cách này, có cái gì dùng đó. Còn cái gì vậy, cái bữa mà có điều kiện thì hàng sẽ mua cái vị mà để hấp giống như hấp bánh bao mà cái gì, bởi vì hàng cũng tính làm bánh bao cũng lâu rồi nhưng mà chưa có cái vị đó. Rồi sau đó hàng sẽ đậy nắp lại và sẽ hấp thêm tầm 10 phút nữa ha. Thơm nói chừng luôn, thơm cái mùi gừng mà có chút gì. Rồi giờ sẽ cho hành tây với lại hành lá vào, hàng hấp thêm tầm 2-3 phút nữa rồi hàng nhấc ra nha. Hả? Tao bê tay. Dạ. Cái này mà có ớt xếp lên đẹp ha. Mà nhà hàng không có ăn ớt. Nên là cái dạy thời ha. Năm chào. Đợi mẹ xíu rồi. Ê chưa. Wow. Thơm lừng luôn bà cô chú anh chị ơi. Thơm mùi hành với lại ngò. Giờ anh sẽ cho cái dầu hành, dầu tỏi. Giờ anh tắt bếp và anh cho cái dầu tỏi phi hồi nãy anh có lấy nha bà cô chú anh chị. Anh có phi lúc nãy à. Rồi giờ còn nóng à, để hình nhắc ra có xíu nữa. Rồi và đây là bữa tối của hai mẹ con Hằng Nhân và cô chú anh chị. Sao giờ em thấy em hú rác từ nãy giờ gọi đem loại ăn không bà cô chú anh chị ơi. Đó thì hôm nay sẽ Hằng sẽ ăn cá hấp này ha, với lại là canh này là canh miso với lại cải bó xôi với lại vỏ đậu. Nhưng mà có chút như trời ơi, sao gia thúc làm cái camera nó rung rung vậy đó. Sao chẳng mỡ, em kêu là mẹ quay cái chén canh của sao gia đi á. Rồi bỏ xuống đây. Ok, cảm ơn sao gia nha. Còn bỏ vô đây, em đòi quay chén cơm của em nữa. Em ăn gần hết rồi mà em đòi quay đây, con bỏ đây nè. Đó đây. Ăn chán cơm của sơ gia nghe. Mikari nghe kêu ăn gần hết rồi. Chưa ăn gần hết, ok ăn hết. Rồi xin kính chào ông bà cô chú anh chị nha. Hết hồn có. Ông bà cô chú nhìn sơ gia có tóc, có được cột biến, được mẹ cột biến tóc xinh chưa. Ngày hôm nay em bắt hàng cột tóc trẻ mà ông bà cô chú anh chị. Cái bình thường không có vậy đâu. Sao chào ông ăn nè, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây coi. Không. Rồi, chui vô lòng mẹ em ngồi rồi. Đây nè, em ấy cá cho ăn ha. Rồi, thằng mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm với hai mẹ con ăn nha. Show mẹ nhà này vậy. Udon nhà này. Osaka này á. Inu toku. Udon chưa ô vô hàng này đó. Em đòi ăn udon không mà có chứ gì à. Ngon. Ngon không? Cá ngon không? Gì vậy? Ông có thò tay đó con, dè con. Cái này là cái ấy mình để cá mà. Sao dè? Phá không bà cô chú anh chị ơi. Leonardo. Ủa cái này nữa. Sao lại không ngon hả? Không ăn rồi hả? Chán chán chi. Chong 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 chong
Bỏ đây hả? Được chưa? Đòi, ý là em kêu là chấm. Ủa? 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 À, em đòi múc cái nước sốt này trang cho cơm đó. Gì gớm gì đâu á. Trời ơi, này chà, cái dĩa này dơ rồi. Cho mẹ xíu coi. Rồi, mình xíu nha. Cái tỏi, tỏi thơm gì đâu luôn mà. Ông bà coi chú anh chờ. Đợi mình xíu à. Ta chuyển sang. Ngồi xuống ăn đàng hoàng coi nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nhúng nguyên cái bánh mì vô đây vậy đó. Giờ sao đây? Ủa? Chút kì ra này. Chút kì ra này nữa. Rồi giờ sẽ ra em đang ăn bánh mì chấm sữa nha bà cô chú anh chị. Ăn đủ thứ, ăn tầm bậy tầm bạ vậy đó. Ôi trời, cái tỏi, cà phê bỏ cho nó thơm gì đâu luôn. Ngon. Ngon. Nè, nè. Trang cái nước sốt à. Thích thế. Ừ. Thích thì thích thì thích. Ừ. Ừ. Ngon gì đâu mà cô chú anh chị. Ủa rớt cho nó hả? Nước còn mụn ngon hả? Mà coi nè. Ừ. Bây giờ em rớt. Em rớt cái gì vô bụng ấy mày. Đấy. Ướt nè. Sữa rớt người con hả? Đây vẫn còn nè. Có ghế không chịu ngồi mà thích ngồi với lòng mẹ vậy đâu mà có chú chơi khổ kinh luôn vậy đó. Ừ. Ừ. Không quá chừng. Đây là kể ông bà cô chú anh chị nha. Mấy bữa nay bên Nhật cứ động đất hoài ông bà cô chú anh chị. Động đất mà cứ tuần chứ cũng phải là 2-3 lần. 2-3 lần mà mình có cảm giác được cái sự rung chuyển của nó nha ông bà cô chú anh chị. Mặc dù là ở Tokyo thì nó không có động đất mạnh lắm á. Kiểu làm rung sơ sơ thôi. Hết đấy. Ừ. Thì chồng hàng anh mới lo mà cô chú anh chị, bởi vì anh cũng thấy là năm nay sao mà động đất cái tần suất nó nhiều quá. Nó tần suất nhiều quá mà cô chú anh chị cảnh lo. Lo là sợ là giả sử như mà những cái trận động đất nhỏ vậy á mà nó ngẫu nhiên á, nó xảy ra cùng một thời điểm thì nó sẽ trở thành động đất lớn nhưng mà cô chú anh chị. Cho nên là anh sợ là sẽ sắp tới chắc sẽ có một cái trận động đất lớn xảy ra ha. Anh lo vậy á. Về cách đây năm 2011 hả? 2011 là cũng mười mấy năm rồi. Pizza. Pizza hả con? 13 năm hả? 2004. Không, mà 13 năm trước đó là trong ở Nhật Bản chắc ông bà cô chú cũng biết khá là nổi tiếng bởi vì là cái trận động đất được nó là nó lớn nhất. Ừ. Lớn nhất trong lịch sử của Nhật Bản nhau bà cô chú ha.
thì là anh sợ là sẽ điều tương tự sẽ xảy ra. Ông có phá con, bỏ xuống. Không, thôi, thôi, thôi. Ông có nghịch thôi, vừa. Tụi ăn không nghịch vậy. Ừ. Trời ơi. Ừ. Rồi con. Ừ. Anh ngắt rồi bỏ vô. Này lấy cái muỗng nè, con lấy cái muỗng con bóc đây nè. Bóc ạ. Không. Ưng bóc tay vậy đó. Bóc tay rồi dính tùm lum tùm la rồi la. Cái chồng hàng ảnh sở. Anh bảo là giả sử mà có động đất á. Mà nhiều lúc nó ban ngày á. Mà ví dụ nhà mỗi người một nơi á. Sau ra thì đi học là trả. Hàng ở nhà chẳng hạn, hoặc là ba Sura đang ở chỗ làm việc á, thì có thể là sẽ không có bắt được sóng điện thoại hay là không có thể liên lạc được á. Thì ví dụ như sẽ tập trung hẹn nhau, chắc chắn là sẽ tập trung ở cái công viên gần nhà, để mà ví dụ như là không có liên lạc được á thì cứ ra đó đứng đợi ha. Chứ đừng có đi lung tung á, không biết ai ở đâu mà kiếm á, mà có cái gì hẹn hết. Hằng thì qua Nhật 5 năm rồi thì chưa có, nói chung là chưa có những cái trận động đất nào mà quá lớn mà cũng như vậy. Nhưng mà chồng Hằng thì ảnh là người Nhật á. Rồi, rồi. Anh lo mà cô chú già. Bởi vì anh thấy anh sống ở Nhật mấy chục năm rồi mà anh thấy năm này là động đất là dữ quá, động đất cái tần suất nó nhiều quá. Rồi dớt con. Anh thấy là cái động đất đó, tần suất nó nhiều quá mà cô chú già. Là cũng sợ. Mà được cái là người Nhật mà cô chú vậy làm. Nói chung cái hàng tháng vậy đó là người ta ở trường á, là sẽ có cái đợt tập huấn là có động đất xảy ra một cái chuyện gì, ngay cả nhà trẻ của Sora cũng vậy ha. Hầu như là tháng nào cũng có ghi trong sổ liên lạc là hôm nay là có tập huấn động đất hay là vụ cháy nhà hay là cái gì đó nha. Đó là hồi năm tháng nào cũng có hết á. Nên là nói chung người ta sống chung với động đất vậy đó mà cô chú anh chị à. Xong ông mới bảo là ở phía Thái Bình Dương gì đó. Nói chung ai học địa lý thì chắc rành mấy cái đó. Nói chung ở phía Thái Bình Dương có cái gì, cái rãnh đứt gãy gì đó. Nói chung là những cái chỗ đó là cái kiểu như các mảng lục địa nó di chuyển mà cô chú anh chị à. Đó là nó di chuyển, nó đa, nó va vào nhau thì nó xảy ra động đất ha. Và động đất thì thường là sẽ kèm với sóng thần á, thì thường là ngoài biển, nhưng mà con chú vậy ha. Động đất đó là cái tâm chấn ở cái tâm chấn của nó là hay ở ngoài biển á. Còn vì là ngoài biển cho nên có nước á, là ví dụ đập mạnh vào là tự nhiên là sóng nó dâng lên cao thôi thì sẽ xuất hiện sóng thần, nhưng mà con chú vậy ha. Ừ. À, hồi đúng rồi, mới tuần trước hả, mới tuần trước chồng Hằng mới nói cái chuyện đó, không đúng hôm qua không bà cô chú anh chị. Hôm qua là khoảng 9 giờ sáng là Hằng đi dẫn Suya đi nhà trẻ mà cô chú anh chị. Thì lúc mà Hằng đi ở ngoài đường thì Hằng không có cảm nhận được cái sự rung chuyển nữa, tự nhiên nghe điện thoại. Tự nhiên hằng nghe điện thoại nó kêu mà cô chú anh chị, là bên này là có động đất lớn là nó sẽ thông báo điện thoại nhau mà cô chú anh chị nha. Nó hú lên là mình hết hồn. Thì ra xong mà những người xung quanh đi bộ xung quanh vậy, điện thoại ai cũng hú lên hết trơn á, bởi vì nó cảnh báo động đất không mà cô chú anh chị. Thì lúc mà hằng ở ngoài đường thì hằng không có cảm nhận được là nó rung mạnh như thế nào, hằng chỉ nhìn lên cái cục điện thang rung rung vậy thôi. Nhưng mà thấy lúc về nhà, chồng hằng ở nhà, cũng chưa đi làm cảnh lo, mới gọi điện.
mà lúc đó là nó thằng bầm xuôi ra đi ngoài đường đó, rồi chung điện thoại ra thằng đâu có nghe, xong lúc cũng về mới thấy. Chồng hai chồng thằng bảo là lúc nãy có sao không, nghe cũng bình thường mà chồng hai ở nhà thấy rung mạnh quá sợ. Biết thôi mà con đi có sao không? Màu vàng hả? Khi đó thì rồi đâu có. Đợi mẹ xíu rồi. Có rửa. Rồi để ăn kể tiếp nhân bà cô chú anh chị. Cái là đó xong cái lúc Hằng về nhà thì chồng Hằng mới bảo là rung mạnh lắm. Ông Hằng coi trên Facebook á, mọi người ở quanh Tokyo cũng vậy. Kêu rung mà sợ quá, xong là có những cái bà mẹ mà ở trong nhà ông bà cô chú anh chị là sợ quá phải ôm con chạy ra ngoài nhân bà cô chú anh chị ha. Đó là mới biết là động đất nó hôm qua là động đất khá là mạnh á. Chứ Hằng ở ngoài đường đâu biết đâu, ngoài đường không có cảm nhận được gì hết. Mà lúc Hằng vừa đi Hằng vừa bồng xô ra nữa rồi. À, dạ con, dạ con. Xô ra em đang lau bàn cho mẹ nhưng mà có vô gì ha. Em làm đổ cái vụn bánh đầy bàn vậy đó. Ừ, lau đi. Đây nè, ở đây nè, ở đây nè. Ở đây. Ừ, đúng rồi. Lùa qua chỗ cái ở phía dưới nó để cái thùng rác nha mà coi nhớ nha. Ok, em lùa vậy đó. Lùa đây, cái này nữa nè. Phải dần đổ canh nha. Vẫn còn đây nè. Có gì mà? Rồi lùi đi đó. Đây. Còn đây nữa nè. Rồi quét cho sạch. Đây, lau cho sạch cái bàn đi. Lau xong rồi lấy máy hút bụi nha. Rớt cái này ngất trời luôn nè. Lau xong chưa? Lau đi. Lau đây đi. Gì đâu đó. Nấp. Phá cho đã rồi nấp. Rồi mình lấy cái máy hút bụi cho con hút. Hả? À? Em đòi em cầm cái chậu em quét không mà coi chứ như vậy. Mẹ đang hút bụi mà em đòi em a cái chuỗi vô. Mẹ đang hút bánh, mấy cái mẫu bánh của Soya đây. Rồi. Anh lên cho quét đi không là mày hút hết kìa nè. Cho quét cho mẹ đi. Để gì con? Đúng rồi, quét dưới gầm bàn đi. Ừ.
Rồi, sẽ rồi đó. Cảm ơn Suri đang nghe. Lần sau không có xả nữa nữa nghe không? Suri đang có nghe mày nói gì à? Mấy cây xí đứa. Ôi, sạch sẽ rồi đó. Không còn ái nữa rồi. Ủa. Rồi, ngồi lên ghế đây. Bye bye ông bà cô chú anh chị đây. Bye bye. Đi nhận bye bye con. Sao vậy? Bye bye. Ủa trời. Nhìn mẹ nè. Bye bye. Bye bye làm vậy nè. Bye bye. Đúng rồi. Rồi nhớ cái gì vậy đâu rồi? Đây giờ vừa á. Con cầm chắc chưa? Rồi bye bye ông bà cô chú anh chị nè. Bye bye. Tạm biệt. Ông bà. Cô chú. Anh chị. Nhé. Cảm ơn. Ông bà. Cô chú. Anh chị. Giỏi quá. Rồi thằng cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã xem mấy. Thằng cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã xem hết video của thằng nha. Nếu thích video thì hãy cho thằng một nút like. Và nếu thích kênh của thằng thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo ha. Rồi tạm biệt ông bà cô chú anh chị nha. Bye bye. Giờ Soya sẽ đi cọ nhà tắm để chuẩn bị hai mẹ con đi tắm nha. Mời cô chú anh chị ha. Đó, em đang. Rồi, đây mẹ xịt nước sơ sơ qua đã rồi con ngái con trà. Đây. Trời. Rồi con trà đây. Đấy. Rồi. Đây, xịt ít xà phòng tắm vô. Thực ra là sẽ có cái nước mà riêng để đây này. Có nước riêng để trà cái bồn tắm này nhưng mà cô chú vậy ha. Nhưng mà vì có Sura cho nên là hàng dùng cái sữa tắm thôi. Rồi. Tiện thể. Rồi. Tiền thể khoe với ông bà cô chú anh chị sữa tắm của Soya. Cái bình này giờ hàng dùng hết rồi. Nhưng mà sữa tắm của Soya cũng vậy nha, mà cô chú anh chị cũng không chắc phụ da luôn nha, mà cô chú anh chị ha. Này không chắc tạo màu nè. Không cái paraben là cái chất mà giống như là chống thối rữa nha, mà cô chú anh chị ha. Đấy. Con vô trong đấy hả? Có chí? Không phải hả? Chứ làm sao? Đây. Giờ Soya đang xài cái bình này nha mọi cô chú anh chị. Thật ra cái bình này Soya cũng xài từ hồi nhỏ giờ rồi. Hôm trước mới đổ sang bình kia hết rồi thì hôm qua lại bình này. Cái này cũng là không phụ da luôn bà cô chú anh chị nha. Sao nhà hàng nghĩ cùng cái gì cũng không phụ da hết trơn vậy nè. Vì do nói chung là từ khi mà có đẻ Sora nhà hàng ra là ủa đông rồi để đây rồi. Nói chung là từ khi có bé nhà hàng không mà cô chú anh chị là nói chung là lo sợ là Sora bị làm sao cho nên là nói chung là nhà hàng hai chồng hàng là cẩn thận hơn trong việc ăn uống nè. Không phải cái này là dầu gội nè. Cái dầu gội không xịt vô đây được. Đây nè, rồi cái của con rồi. Đây nè, cái này. Đây, okay. Cái bình này cũng vậy nhưng mà cô chú anh chị đó. Cái bình này là cái siêu nhân của Soya đó. Cũng hết rồi. Hết rồi xong cái hàng cho nước với một ít xà phòng vô. Để cho em tạo bọt, em nghịch, em chơi. Đó, cho chàng nhà nước. Rồi. Đấy.
Rồi con trà trà đây đấy. Đúng rồi. Làm xịt cái xà phòng anh làm chơi đó mà có giống vậy. Rồi sao nước qua sao không làm một phát à xong à. Hả? Nói chung là bởi vì là trời lạnh lắm mà có chú nha. Rồi. À, con quặn cái bò hoa sen cho mẹ coi. Do trời lạnh á là cho nên là tắm ở trong bồn là nó đỡ lạnh nhưng mà có chú chị ha. Chú dạ. Anh đợi mẹ xíu cho mẹ mượn cái này coi nè, mẹ xấu cái này đã. Rồi anh dành cái bò nước của mẹ. Anh cha. Rồi dọn dẹp sẽ đi, cô tiên dọn dẹp. Hôm nay là sơ gia là cô tiên dọn dẹp.